Ở đây mình có hai cái máy chiếu phim cố này, nhìn này nặng lắm á nha. Này, con này là Emix, Emax gì đây. Ôi trời, nó nặng lắm nè nè anh em ơi, đây nè. Đó là của ai đây vậy trời. Anh em đang Google tham khảo nha nè. Bây giờ mình tháo cái nắp ra cho anh em coi xem thử thôi coi. Bây giờ có mấy anh em hỏi đây nè, máy chiếu phim đây. Được không? Đó anh em thấy không, máy chiếu phim hồi xưa này. Cái này là cái đầu đây này, nó chính này nè ha. Chiếu phim thì mình cũng không có rành lắm nha anh em. Phải có cái reel của nó vô này, chắc không để mình coi thôi. Reel nó chỗ ra một cái nó giống như bàn cối, mồi chỗ ra một cái này. Thấy không? Chạy qua đây xong rồi nó phải chạy vô trong này đúng không? Úi chà, nhiều vậy. Đó nên nó phải vào bộ phận này cũng phức tạp, phải vào cái thấu kính này nè. Được chưa? Rồi chút xíu mình lép không vô, đó. Xong rồi nó mới rọi qua này, qua cái này chiếu lên trên màn hình. Đó. Còn đây là các chức năng của nó, hình như độ sáng hay tua cái gì đó các thứ anh em. Có mấy anh em này chơi chiếu phim cố thì mới biết nha, mình chỉ tới đây thôi. Còn con này nữa, con này của ai đây? Độc lạ quá anh em, mấy con này nè. Con này là của hãng gì đây? Con này nó đi dây băng kiểu sao vậy trời? Thôi anh em vừa nghiên cứu đi nha anh em ơi. Đây đây, cái model của nó đây. Anh em nghiên cứu nữa nha. Mình không có rành mấy chiếu phim nha anh em ơi. Chỉ cối thì cũng biết chút chút thôi. Đây là hai cái chân nó ở dưới nè. Máy chiếu phim vậy nha, đây máy chiếu phim chứ không phải là máy rọi phim đâu nha. Không phải là máy đây là nó phim nó chạy trên màn hình á, chứ không phải là rọi cái hình thôi đâu nha. Rồi, anh em nào chơi thì Zalo số này đi. Hai con này mình bán luôn 3 triệu nha anh em ơi. Hai con này là 3 triệu nha, anh em vừa đề co hay anh em làm cái gì làm nha. Đó.